Đó là bi kịch của vợ chồng cụ Nguyễn Văn Quý, 84 tuổi, và cụ Nguyễn Thị Chén, 82 tuổi, ngụ thôn Đồng Lư, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, Hà Nội. 8 năm bị con cái đẩy ra đường là 8 năm đầy tủi hổ, cơ cực của cặp vợ chồng bất hạnh. Tìm đến thôn Đồng Lư, hỏi thăm vào ngôi chùa có vợ chồng cụ già phải tá túc. Mọi người đều biết chính xác. Chắc cô chú tìm ông bà Quý hả? Tội nghiệp ông bà ấy lắm, cô chú ạ. Hiền lành, chịu thương chịu khó, nhưng về già mất phúc. Con cái thì đông đúc, giàu có, mà có đứa nào chịu nuôi bố mẹ đâu. Rồi không kịp để khách hỏi thêm câu nào nữa, mọi người tranh nhau kể tội mấy đứa con bất nhân của hai cụ. Mấy hôm trước, chúng nó lại vừa hành bố mẹ. Cụ bà Nguyễn Thị Chén đang cầm chổi quét sân chùa. Tuổi già, mắt kém, nên lẩy bẩy lia từng nhát chổi chậm chạp. Cứ vài phút lại dừng tay đấm lưng. Bà cụ cho biết, ông lão chồng mình từ sáng sớm đã ra đồng mò cua, bắt ốc. Nghe có người muốn đến hỏi chuyện bi kịch của mình, khóe mắt nhăn nheo của bà cụ trào nước mắt. Một đời chúng tôi vì con, vì cái, nuôi nấng dựng vợ gả chồng cho chúng, không để nợ một đồng một cắc nào cho chúng. Vậy mà giờ, chúng đối xử với vợ chồng tôi thế này đây. Cách đây hơn 60 năm, ông bà quen nhau trong một lần đi làm thuê ở miền Sương Cước, rồi nên duyên vợ chồng. Về sống với nhau, ông bà lập nghiệp từ đôi bàn tay trắng trong hoàn cảnh khó khăn, nghèo túng. Lúc vợ chồng ra ở riêng, tài sản chỉ có duy nhất 20 cây chè để dựng căn nhà làm nơi tá túc, tránh mưa, tránh nắng. Ông bà lần lượt sinh hạ được 7 người con, 3 trai, 4 gái. Cuộc sống vốn dĩ đã khó khăn, khi 7 đứa con lần lượt chào đời thì cuộc sống càng túng quẫn hơn. Để nuôi được 7 người con thành người, ông bà đã phải chịu trăm ngàn cực nhục. Ông đi làm thuê làm mướn hùng hục suốt ngày, còn bà thì tối ngày cắm mặt trên mấy thửa ruộng, kiếm miếng cơm, manh áo nuôi con. Căn nhà nhỏ cũ nát đêm mưa không có chỗ nằm, ông bà nhường cho các con chỗ khô ráo, còn mình thì chịu trận giữa mưa gió. Bữa no, bữa đói, nồi cơm độn sắn ngô không đủ cho đàn con đông đúc. Có bữa, ông bà phải nhịn ăn nhường con. Rồi ông bà dựng vợ gả chồng cho mấy đứa con lớn. Mấy đứa nhỏ thì do cuộc sống khó khăn quá, nên ông bà dắt lên vùng kinh tế mới ở Tiến Xuân, thuộc huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Nay là xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Đến vùng kinh tế mới, do chịu khó làm ăn nên cuộc sống gia đình đã thoát khỏi cảnh túng quẫn. Lúc này, ông bà dựng vợ gả chồng nốt cho mấy đứa nhỏ. Tuy không bằng ai, nhưng ông bà vẫn cố gắng lo lắng cho con cái chu đáo. 3 người con trai thì cho mỗi anh một sinh cơ khi lấy vợ, không để nợ một xu một đồng cho đứa con nào. Khi người con trai thứ 3 của ông bà lấy vợ xây nhà, đứa con xui ông bà bán đất ở vùng kinh tế mới để lấy tiền xây nhà cho mình. Ông bà cũng nghe theo vì cha mẹ nào chẳng cá chuối đắm đuối vì con. Bà cụ giơ tay gạt dòng nước mắt rồi tiếp tục câu chuyện. Sau khi dồn hết tiền làm nhà cho anh con trai thứ 3, ông bà về ở với người con trai cả khi trong tay ông bà không còn tiền. Người con cả khi đó đã hậm hực hắt hủi ông bà với lý do: bao nhiêu tiền cho thằng thứ 3 hết, tôi không được gì. Trong khi chính anh ta thừa hưởng mảnh đất trước đó cha mẹ cho. Sống với người con cả, vợ chồng cụ phải làm như người đi ở. Hàng ngày hai cụ phải lấy bèo nuôi 7 con lợn, cày cấy gặt hái, đi làm sớm về muộn mới được miếng cơm để ăn. Đến mùa vụ, có khi cụ bà đi gặt được mấy gánh lúa thì con dâu mới ra đồng. Cực khổ là vậy, nhưng với bản tính hiền lành, chịu thương chịu khó, ông bà cắn răng không kêu nửa lời cho vừa lòng vợ chồng con cả. Nhưng cũng chẳng được bao lâu thì anh con cả tuyên bố thẳng thừng: ông bà cút khỏi nhà này, đi đâu thì đi. Vợ chồng cụ đành lẳng lặng ôm quần áo, tìm đến nhờ vả anh con trai thứ 3. Những tưởng trước đây mình đã lo lắng bán nhà đi, lấy tiền cho nó xây nhà, thì con sẽ tốt với mình. Thế nhưng trái lại, người con này cũng không kém phần tệ bạc với cha mẹ và tỏ rõ quan điểm: ông cả không tử tế với ông bà thì tôi việc gì phải tử tế. Ở đây, cảnh khổ không kém gì con cả khi đã không những phải làm lụng vất vả, họ còn 5 lần 7 lượt bị con đuổi đi. Khổ nhất
là những bữa cơm chan nước mắt. Bữa ăn nào cũng vậy, người con trai bắt bố mẹ phải cung kính mời vợ chồng con cái mình ăn cơm bằng câu: mời ông bà ăn cơm, mời các cháu ăn cơm. Có những người hàng xóm thấy vậy thì bực mình thay và phẫn nộ: ông bà hiền quá để nó bắt nạt, mình là bố mẹ đến bữa thì sao phải mời chúng nó. Thử một lần phạm thượng, tối đó hai cụ không mời thì bị con trừng mắt nạt nộ: à, cái nhà này ăn cơm không ai mời ai à. Sợ ông trời con, ông bà run rẩy trở về nếp cũ, mời ông bà. Nhẫn nhịn bao lâu, những mong yên thân, nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Đến một hôm, gã con trai thứ ba giơ tay thụi vào mặt mẹ, vác hung khí sắc nhọn kề cổ bố, xua đuổi: bước mẹ chúng mày ra khỏi nhà, không tao cho một nhát bây giờ. Lời nguyên văn của cụ Chén kể lại: thấy bố mẹ lủi thủi ôm mớ quần áo xách bước đi, gã còn thẳng thừng tuyên bố: còn quay về đây thì tao đập cho, không sống được thì thôi. Vẫn còn một niềm hy vọng nữa là người con trai thứ. Biết bố mẹ phải lang thang ngoài đường, anh này đón ông bà lên ở cùng, nhưng cũng được vài hôm. Phải sống trong cảnh những lời nói móc máy của cô con dâu ra giả trong nhà suốt cả ngày. Nước mắt lưng tròng, không còn nơi nương tựa. Vợ chồng cũ lang thang đây đó, đến khi không còn chỗ nào nữa, đành phải vào ở nhờ nhà chùa. 80 năm cuộc đời vất vả làm lụng, gia tài các cụ có trong tay là 7 đứa con bất hiếu và bất lực. Người làng thấy vậy liền thương tình, người cho cái bát, người cho manh chiếu, người cho cái giường cũ để các cụ dựng thành cái tổ ấm cuối đời. Ba người con trai thì vậy, những người con gái cũng không khá khẩm gì hơn. Mấy đứa con gái thì một đứa lấy chồng ở Xuân Mai, một đứa lấy ở trại Bà Nhà, một đứa ở Cố Đụng, đều là những địa điểm gần nơi ông bà đang ở nhờ. Còn đứa út thì lấy chồng ở làng Đồng Lư này thôi, bà lão nhẩm đếm. Ba đứa con gái của cụ theo lời kể của bà lão tội nghiệp thì kinh tế đều khá giả, chỉ có cô út lấy chồng ở làng thì nghèo rớt mùng tơi. Chẳng biết giàu sang cỡ nào, nhưng mấy đứa con gái hàng năm không ngó ngàng tới bố mẹ. Năm thì 10 họa mới mua cho ông bà mấy viên thuốc, Tết nhất may ra cho được túi kẹo, cái bánh. Riêng cô con út cùng làng thương cha mẹ già thì thỉnh thoảng ghé qua, nhưng nghèo quá, nuôi còn chưa nổi, nói gì lo cho cha mẹ già. Trở lại câu chuyện những người con trai, sòng phẳng mà nói thì lúc ra chùa ở, hai cụ vẫn chưa đến nỗi không còn miếng đất cắm rùi, vì vẫn còn một sào ruộng để cấy lúa sinh nhai. Thế nhưng, tài sản cuối cùng này cũng bị đứa con trai cả tranh cướp. Đã mấy lần cô út đi giúp bố mẹ già làm ruộng thì bị vợ chồng anh cả vác cuốc đuổi: không cho làm hộ vì đó là ruộng của tao, mày đừng có động vào. Chưa hết, mấy năm trước, hai cụ đến tuổi thượng thọ nên được hưởng chính sách của nhà nước. Theo quy định thì phải có sổ hộ khẩu, chính quyền mới có thể làm giấy tờ chúc mừng, làm chế độ. Vẫn đứng tên trong sổ hộ khẩu gia đình con trai cả, ông bà lủi thủi về van nài con cho mượn cái sổ hộ khẩu để làm giấy tờ, cũng bị đứa con từ chối thẳng thừng. Khi người cha về van nài: con cho bố mượn sổ hộ khẩu một lát, bố chỉ mang đi photocopy rồi trả ngay, thì đứa con nại ra lý do: sổ đang ở nhà trưởng thôn. Lóc cóc tìm đến nhà trưởng thôn thì được biết rằng con đã lừa mình. Ông lão lại lộn trở lại nhịn nhục xin mượn lần nữa, thì con trai con dâu đùn đẩy nhau. Uất ức, người cha gạt nước mắt lùi thủi quay đi và thề không bao giờ bước chân đến đây nữa. Cũng có những lúc ông bà lão 80 này được những đứa con đối xử tử tế một cách bất thường. Đó là những lúc chúng cần các cụ làm con ở. Thằng con trai thứ ba của họ là một ví dụ. Khi vợ sinh nở thì người này tới đón vợ chồng cụ vào. Đã cảnh giác sau nhiều lần bị lợi dụng nên cụ ông không đi vì nghĩ nó chỉ đạo đức giả. Riêng cụ bà thương con, thương cháu nên theo vào chăm sóc, giặt giũ, làm lụng phục vụ gia đình con. Lời ông cụ đã đúng khi đứa cháu đã cứng cáp, vợ chồng đứa con lại đuổi bà đi. Bà đi làm lấy mà ăn, không được ở đây nữa. Gần 10 năm nay, thấy ông bà lão chui rúc trong căn lều sách, nhiều người hàng xóm khuyên: hai cụ đi ở nhờ đình chùa làm gì cho khổ, về làm một túp lều ở góc vườn nhà thằng con mà ở. Phong phanh nghe thấy, đứa con ngang ngược nói bóng gió:
về tao không cho làm, tao băm. Bà cụ thành thật, chẳng biết rồi khi chúng tôi mất, chúng có để ý đến bố mẹ không, hay lại phải nhờ cậy đến chính quyền, đến dân trong làng. Táng tận lương tâm hơn, chúng còn cấm tiệt các con không được chào hỏi, không được ra chơi với ông bà. Những đứa con dâu rách rời rơi xuống thì đã đành, nhưng những đứa cháu có lẽ đã được bố mẹ huấn luyện, nên có gặp ông bà hay cô út ngoài đường, chúng cũng bơ đi như người dưng nước lã. Chúng tôi hỏi tại sao hai cụ không nhờ chính quyền địa phương can thiệp sự việc. Ít nhất, nếu con cái không nuôi cha mẹ, thì cũng phải trả các cụ mảnh ruộng cho các cụ kiếm gạo chứ. Cụ bà nghẹn ngào, chính quyền cũng không làm gì được mấy thằng con tôi. Ở đây, chúng nó chửi nhau hết với họ hàng rồi đến hàng xóm, sống một mình mà không chơi với ai cả. Chị Út khi đó vừa đến thăm mẹ cũng gục đầu nức nở. Trước kia, khi anh tôi kề hung khí vào cổ bố dọa, chính quyền và dân quân có đến bắt anh ta viết giấy cam đoan, không được hành bố mẹ nữa, nhưng chỉ hôm trước, hôm sau lại đâu vào đấy. Tôi thì cũng đau lòng lắm, nhưng lực bất tòng tâm các anh chị ạ. Muốn nuôi bố mẹ mà sức không nổi vì nghèo, lại lấy chồng nên phải lo cho nhà chồng. Góc nhà nơi ông bà lão trời đầy này trú ngụ rộng khoảng 5 mét vuông. Chiếc giường xin được ở đâu nên hai chân còn, hai chân phải lấy gạch kê lên. Người già đã khó ngủ, đêm mùa đông càng khó ngủ hơn. Khi gió cứ len lỏi qua cửa sổ, thốc vào nhà, dù hai cụ đã cẩn thận nhét đầy ni lông, rẻ rách vào các khe hở. Bà cụ cho biết, ngoài việc ông lão ngày ngày đi mò cua bắt ốc, người trong làng còn mỗi người giúp một chút. Hôm thì cho lon gạo, hôm thì cho ít muối. Mà người già ăn ít, chẳng có nhu cầu mua sắm gì, nên ông bà vẫn cầm cự được. Cụ bà kể lại, cụ ông ngày may mắn thì cũng kiếm được vài con ốc bán lấy răm ngàn. Có ngày đi từ sáng đến tối mới về đến nhà tay không. Có ngày bắt được nửa giỏ ốc về, nhưng đổ ra tôi mới thấy quá nửa toàn là vỏ ốc. Những ngày không có gì ăn hay gần hết cái ăn, hai cụ phải nấu cháo húp dằn lòng, hoặc cố đi nhặt nhạnh rau dại ăn trừ bữa. Chùa cũng không có nước, hàng ngày cụ ông lọc cọc kéo xe bò từ giếng làng về để dùng sinh hoạt. Ấy là mấy hôm trước ông lão vừa đi viện về. Vậy mà vừa xuất viện hôm trước, hôm sau lại đã lọ mọ ra đồng tìm cái ăn. Nhắc đến chuyện này, bà cụ lại rưng rưng nước mắt nhớ bạn. Bạn của bà là một con chó gầy dơ xương, 8 năm nay lủi thủi quanh quẩn cùng ông bà. Lúc ông đi kiếm ăn thì bầu bạn với bà, cho bà vỗ về. Vậy nhưng hôm ông lão ốm, nhà làm gì có đồng xu nào, nên bà chạy nháo nhác khắp làng, hết vay rồi xin cũng chỉ được vài chục ngàn. Bà lão đành gọi lái chó đến bán bạn mình đi. Bà vỗ về bạn trước khi người lái chó thòng dây vào cổ con chó ốm. Không rõ con chó có lẽ cũng hiểu tình cảnh của bà lão, hay vì đói quá nên chẳng có sức mà ăng ẳng kêu như những con chó khác khi bị bán, chỉ mắt long lanh nước nhìn bà chủ ngoảnh mặt đi. Lần thần nghĩ lại, thấy hai cụ ngày xưa đã nghèo, nay còn nghèo hơn nữa. 60 năm trước, khi lấy nhau, các cụ còn có ước mơ về những đứa con là của để dành và 20 cây tre làm nhà. Nay cuối đời, các cụ còn gì ngoài sự thất vọng về đạo lý làm người? Và 6 miếng gỗ mới chỉ đủ làm một chiếc áo quan, lại động chạm đến nỗi áy náy của bà cụ. Hai người qua đời cùng lúc thì còn chôn được một hòm. Nếu không ra đi cùng nhau thì chẳng lẽ một người lại bó chiếu?